chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại bản tin sáng hàng ngày trên kênh Hoàng Linh Vlog. Chúc quý vị và các bạn có một ngày tốt lành. Trước khi đến với phần thông tin chi tiết, hãy cùng tôi điểm qua những tin tức nóng hổi nhất trong vòng 24 giờ qua. Sự ép lộ liễu, trọng tài Tây Á khiến cổ động viên Việt Nam phẫn nộ trong trận Việt Nam gặp Thái Lan ngày 23 tháng 12. Từ đầu dịch đến nay, Vĩnh Long đã ghi nhận hơn 25.000 ca nhiễm Covid-19. Xong lá thuốc phòng Covid-19 Cô gái bị bỏng hết khuôn mặt Bước tiến lớn trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 Bạc Liêu tiếp tục cấm người dân ra đường vào ban đêm Và thông tin chi tiết các tin tức như sau Mở đầu video là thông tin về việc Sự ép lộ liễu Trọng tài Tây Á khiến cổ động viên Việt Nam phẫn nộ Cụ thể Trong trận quyết chiến giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan thuộc khuôn khổ bán kết lượt đi AFF Cup 2020 xuất hiện nhiều tình huống gây tranh cãi từ phía trọng tài. Suốt 45 phút đầu tiên của hiệp 1 trận đấu, đội tuyển Việt Nam dù cố gắng nhưng vẫn không thể chống lại được sức ép rất lớn của đội tuyển Thái Lan. Đặc biệt là sự xuất sắc của cá nhân Messi Thái, chanathip Nathip với hai bàn thắng. Tuy nhiên, điểm nhấn của hiệp 1 trận đấu lại là tình huống sự ép của trọng tài người Tây Á và trọng tài biên. Cụ thể, đầu hiệp 1, rất nhiều thẻ vàng được trọng tài rút cho các cầu thủ phía bên Việt Nam như Tuấn Anh, Quế Ngọc Hải, vân vân. Dù những tình huống phạm lỗi không quá nguy hiểm, ngược lại, bên phía Thái Lan dù có rất nhiều pha bóng nguy hiểm, điển hình như pha phạm lỗi của Bun với Quang Hải, với pha đánh nguội khá thô, song trọng tài vẫn không theo kịp tình huống. Nếu có công nghệ va, cầu thủ người Thái Lan có thể bị truất quyền thi đấu. Cuối hiệp 1, Thủ môn trai của Thái Lan kéo người thu thiển với Văn Toàn ở ngoài vùng cấm. Đây là pha phạm lỗi ngăn tình huống mở ra bàn thắng, nên trọng tài có thể rút thẻ đỏ. Nhưng quyết định cuối cùng của trọng tài là rút thẻ vàng cảnh cáo chách chai Trước những quyết định có phần dữ ép của phía trọng tài người Tây Á, nhiều cổ động viên Việt Nam không giữ nổi bình tĩnh và để lại nhiều lời bình luận không hài lòng đối với trọng tài này. Huấn luyện viên Bác Hân So cũng có phần trả lời trong buổi họp báo sau trận đấu. Vấn đề trọng tài nói thật tôi cũng không muốn nhắc đến. Dù thua không hay, nhưng các cầu thủ Việt Nam đã nỗ lực hết mình. Trọng tài là người biết rõ nhất mọi thứ. Và tôi mong nếu có cơ hội thì anh ta hãy xem lại trận đấu. Tôi nghĩ rằng mình nên có kiến nghị về trọng tài. Dù mỗi lần được hỏi tôi rất khó trả lời. Tôi nghĩ bóng đá thế giới đã có công nghệ va rồi. Giải đấu này có nhiều nhà tài trợ nên cũng đưa công nghệ va vào để giải quyết các tranh cãi giải này chưa có thì giải tới nên đưa vào để các trọng tài có thể tham khảo ở phút bù giờ cuối trận việt nam thái lan một cầu thủ đối phương khiến quang hải bị ngã trong vùng cấm địa sau đó một cầu thủ áo xanh khác lại tự phá bóng vào tay mình nhưng sau hai tình huống liên tiếp này trọng tài đều không cho đội tuyển việt nam hưởng phạt đền cựu còi vàng việt nam dương mạnh hùng niêu quan điểm Tình huống ở phút 90 cộng 3, nếu trọng tài nhận định cầu thủ Thái Lan phạm lỗi với Quang Hải thì sẽ thổi 11 mét được. Ở tình huống sau đó, cầu thủ Thái Lan phá bóng vào tay. Trong hai pha bóng, lẽ ra trọng tài phải thổi một quả phạt đền cho đội tuyển Việt Nam. Nếu tình huống đầu trọng tài nhận định cầu thủ Thái Lan không phạm lỗi thì tình huống sau phải thổi 11 mét chứ. Nhưng không hiểu sao trọng tài lại không thổi. Tôi nhận định đây là tình huống trọng tài xử lý không đúng thông tin thứ hai mà kênh Hoàng Linh Vlog tổng hợp được về việc số ca nhiễm ở Vĩnh Long đã vượt 25.000 ca. Trong ngày hôm qua, ngày 23 tháng 12, Vĩnh Long đã ghi nhận 534 trường hợp nhiễm Covid-19 mới và 321 trường hợp bổ sung. Cụ thể, 322 trường hợp qua xét nghiệm sàng lọc cộng đồng, 146 trường hợp qua sàng lọc tại cơ sở y tế, 66 trường hợp là F1 chuyển thành F0 đã được cách ly tập trung tại nhà trước đó. 321 trường hợp bổ sung trong các ngày 15, 16 và 17 tháng 12. Như vậy, tổng hợp tính từ ngày 1 tháng 1 đến 18 giờ ngày 23 tháng 12, toàn tỉnh Vĩnh Long đã công bố 25.201 ca nhiễm Covid-19. Trong ngày hôm qua, ngày 23 tháng 12, Vĩnh Long cũng ghi nhận thêm 11 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong trên địa bàn tỉnh lên con số 243 ca Số trường hợp F0 cách ly tại nhà Là 4.767 trường hợp Số trường hợp F1 cách ly tại nhà Là 13.279 trường hợp Thông tin thứ ba Là thông tin mà kênh tổng hợp được Về việc Xong lá thuốc phòng Covid-19 Bé gái bỗng hết khuôn mặt Thông tin từ Bệnh viện Nhi Đồng 2 Thành phố Hồ Chí Minh cho biết Khoa cấp cứu bệnh viện này Vừa tiếp nhận bệnh nhi 14 tuổi, ngủ tại Đồng Nai, bị bỏng nặng vì xông lá thuốc. Bé gái được gia đình cho xông lá thuốc để phòng ngừa Covid-19. Trong lúc xông, em đột ngột lên cơn co giật và ngã ướp mặt vào nồi nước sông đang sôi, bất tỉnh. Theo đó, bé gái được Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai chuyển đến cấp cứu trong tình trạng bỏng nước sôi nặng vùng đầu, mặt và cổ. Ngay sau khi nhập viện, bé gái đã được bác sĩ trợ thở bằng máy, truyền dịch nuôi ăn khống chế nhiễm trùng các vết bỏng bằng kháng sinh mạnh. Tuy nhiên, bác sĩ cho biết dự hậu có thể ảnh hưởng đến ngoại hình và sinh hoạt từ các sẹo dính về sau. Qua trường hợp này, bác sĩ khuyến cáo phụ huynh không lạm dụng sông hơi, không được sông trực tiếp vào người, đặc biệt là trẻ nhỏ dưới 30 tháng. Trẻ có tiền sử động kinh, sốt co giật hay người có dị ứng tinh dầu. Đối với trẻ bệnh lý nền, cần tương thủ theo tư vấn và chỉ định của bác sĩ. Thông tin thứ tư, bước tiến lớn trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19. Theo Thông tấn xã Việt Nam, ngày 22 tháng 12, cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm của Mỹ, FDA đã cấp phép sử dụng thuốc viên dùng trong điều trị COVID-19 của hãng dược phẩm Pfizer dưới tên gọi là Paxlovid cho người có nguy cơ cao từ 12 tuổi trở lên. FDA nhấn mạnh đây là một cột mốc quan trọng trong thời kỳ đại dịch sẽ cho phép hàng triệu người tiếp cận điều trị. Nhà khoa học của FDA cho rằng, việc cấp phép hôm nay mang đến một liệu pháp điều trị COVID-19 đầu tiên ở dạng uống. Đây là một bước tiến lớn trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 toàn cầu hiện nay. Trong khi đó, giám đốc điều hành Pfizer nhận định thuốc Palovic giúp giảm đáng kể nguy cơ nhập viện và tử vong đồng thời có thể dùng điều trị bệnh nhân COVID-19 tại nhà. Liệu pháp điều trị sử dụng loại thuốc này sẽ giúp thay đổi phương pháp chống dịch, đồng thời hy vọng có thể làm giảm đáng kể áp lực đối với hệ thống y tế và bệnh viện. Trong thử nghiệm lâm sàng đối với 2.200 người, thuốc Balovic đã cho thấy hiệu quả an toàn và giảm nguy cơ nhập viện, cũng như tử vong ở những người có nguy cơ cao đến 88%. Nếu bệnh nhân được sử dụng thuốc trong vòng 5 ngày kể từ khi có triệu chứng, Phần cuối của video là thông tin về việc Bạc Liêu tiếp tục cấm người dân ra đường vào ban đêm. Ngày 22 tháng 12, Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh Bạc Liêu ông Phạm Văn Thiều ký quyết định cập nhật công bố cấp độ dịch và áp dụng bổ sung quy định tạm thời thắt chặt một số hoạt động trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Số ca nhiễm trong cộng đồng tăng cao liên tục trong nhiều ngày. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 23 tháng 12. Theo đó, cấp độ dịch trên toàn địa bàn tỉnh Bạc Liêu vẫn là cấp độ 3 hay còn gọi là vùng nguy cơ cao, vùng cam. Còn ở cấp xã thì toàn tỉnh có 10 trên 64 xã có cấp độ dịch là cấp độ 1 hay còn gọi là vùng xanh. Và 54 trên 64 đơn vị thuộc vùng cấp độ 2 và cấp độ 3. Toàn tỉnh không có đơn vị cấp xã có cấp độ dịch là cấp độ 4. Tuy nhiên, ban hành kèm theo quyết định này Bạc Liêu cũng đưa ra một số quyết định khá cứng áp dụng trên địa bàn toàn tỉnh. Cụ thể, từ 20 giờ đến 4 giờ sáng ngày hôm sau, mọi người dân không được ra đường. Trừ một số trường hợp khi có yêu cầu công vụ, cấp cứu y tế, xử lý sự cố khẩn cấp, công nhân đi làm cả đêm và một số loại hình kinh doanh đặc thù do Chủ tịch Ủy ban Nhân cấp huyện quyết định. Các cơ sở, quán ăn uống, nhà hàng chỉ được bán mang về và chỉ được phép hoạt động từ 4 giờ sáng đến 19 giờ hàng ngày. Các hoạt động như vũ trường, karaoke, massage, quán bar, internet, trò chơi điện tử, dịch vụ làm tóc, cắt tóc, làm đẹp, spa, thẩm mỹ viện cũng bị tạm dừng. Trên đây là một số thông tin về tình hình diễn biến dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long và một số thông tin khác. Nội dung trong video chỉ mang tính chất tham khảo. Cảm ơn vì và các bạn đã chú ý lắng nghe nếu thấy nội dung này hay hãy bấm like và subscribe để xem thêm nhiều video hay hơn nữa